Đây là toàn bộ can cảnh của bể cơi vô cực mà đang rất là hot, rất nổi tiếng Hà Giang này. Cứ ngồi chờ hoàng kêu. Nó ở hoàng kêu vậy. Đây lên luôn đoàn, xe này. Gọi là đoàn dê của vị của Hà Giang đang có lên mặt tại khu vực hồ vô cực, à bể vô cực ấy nhỉ bạn nhỉ. Đây này, vào gặp mấy em nói chuyện tí này. Em ơi, cho anh hỏi tí, sao đây lại gọi là vô cực? Bể, bể hay là hồ? Bể ạ. Bể bơi vô cực. Sao lại gọi là vô cực? Bể vô cực thì phải đây này, vừa đi bể đang ở dưới nó chờ nó được gọi là. Nó có truyền thuyết gì không? Tràn viền nó được gọi là vô cực. À cái tên cũ đúng không? Mà nhìn nó tên nó xe điện lên. Nhìn trên hình ảnh thì nó như kiểu tên cái thác nước nổ xuống nhanh đấy. Là nếu mà xưa gọi nó là thế này. Đây mới phải là vô cực này. Anh đi rửa chân ơi, có một tiền không? Có anh ạ. Là bao tiền rồi bé? Mình chỉ cần qua cổng 50.000 một người ạ. Qua cổng. Ôi giời. 50.000 không tắm mà 50.000 đấy chứ. 50.000 thôi chứ. Sao thu thế? Là bọn em không bao gồm để bơi ạ. Không bơi, bọn anh có bơi không gì? Bơi. Chỉ đi vào trong sân để vào trong sân thôi, à. Chụp ảnh thôi. Không chụp ảnh thì bơi được. Không bao gồm khu vực bể bơi. Khu vực bể bơi 50.000. Có nghĩa là đứng ở ngoài rào nhìn vào bể là 50.000. Còn nếu như đi qua rào thì là 150.000. Chẳng qua rào đâu. Thế là lộn rào. Hoàng gọi điện đi. Đéo vào ngắm ti về 150.000 đi vào những khu vực. Kỳ đắt thế. Đắt quá. Ngoài cái khu bể bơi ra thì em còn có cả đài phong cảnh này, khu bãi cỏ này, nhà cộng đồng này. Và có cả cầu 150.000 đi. Cầu suối. Đi về ăn đặc sản. Tức là đắt thế đấy thì không đi nữa. Có cả ruộng bậc thang, hoa cánh bướm. Thì nếu như mà anh chị mời anh ngắm, vừa ngắm vừa giới thiệu. Là hình cánh bướm nhá anh. Đấy, 50 thôi. 50 là chỉ ngoài bờ rào bể thôi. Cái đây là khu bên ngoài ạ. Không bao gồm. Đấy nha các bạn nha. Đúng rồi. Lấy mua bên ngoài. Chụp rồi đến chụp đất kèm vào đấy. Ô sao eo mình bé thế ạ? Cho chị 11 vé ạ. 11 vé 50 đúng không ạ? Nhà chị có trẻ nhỏ không ạ? Không có. Không có mấy đứa. Có mấy đứa trong bụng thôi. Đây này, nó cũng ngồi đây rồi này. Tổ trưởng tổ bảo vệ. Sao lại u đi của mình luôn? Này, bảo với lãnh đạo xem nào, chứ 150.000 thì căng quá. Tôi đi thợ xây ngày tôi được có 200 mà lên đây ngắm tí bể, dúng được chân, rửa chân mới 150 này. Còn giá đi rửa chân. Dạ vâng, 550 chị ạ. Chị đến lại thế giúp em. Thừa hai vé rồi. Em xé vào thừa hai vé người ta rồi. Không tắm tâu đâu à? Chứng tỏ là ông kia ông bảo lòng. Kỷ niệm cho anh mang về là cho anh gọi, không mất vé anh ạ. Sau hết anh này anh khuyến mại này, anh cứ thích rồi, anh này thích nhất là khuyến mại. Có được đi xe điện không em? Xe điện có khuyến mại luôn chị ạ. Thế bây giờ phải chờ cả bằng này lên xe điện mới đẹp, chụp ảnh nó mới đẹp. Thế thôi chị thì lại thôi. Đây là kế toán trưởng đang kêu ca vấn đề đắp. Quá đắp. Đang quay à? Trực tiếp à? Không, quay đâu còn lâu. Đã quay đâu. Đây là hung lộ. Nào xe mà phải. Đây xe điện đấy. Đấy rồi, kẻ đấy đi. Mua rồi. Cho. Nó lên trước rồi. Đây. Đi một xe đi rồi. Đây rồi đây. Anh chị đi xe điện đến rồi đấy. Anh chị rồi, đây là cái điểm mà đây. Quần áo ai đây? Quần áo ai đây? Lên hết một xe cho nó xuống. Quần áo ai đây? Chứ không có bể đem quần áo đi làm gì? Sao lên được kịp mà lên được xe? Có bể chụp à? Hay tí chụp ngoài nhá. Chứ đủ xe đang xe không đủ đâu. Không đây. Ông ấy chỉ có cho gái sinh ngồi vào lòng thôi, đi kẻ xấu quạt ra luôn. Thế ngồi lên đây. Đông quá không lên được đâu. Không đi được đâu. Không lên được, không lên được. Không, anh này lên được, anh này phải đi theo chị để quay video. Thế được rồi, Phương ở lại đi. Anh nhà Thư, anh nhà Thư quý riêng đấy. Lên đâu? Thôi, không đi được đâu. Đi lên đỉnh dốc cao lắm. Cao chứ đứng lên núi mà. Đi đi. Đi đi em. Dốc lắm. Không đi à?
Đi đám ma đấy, không thấy mặc cái áo nào có đồ đen xì à? Đấy à? Đó đi chơi một đồ đen xì này chỉ mỗi bọn em như thế nhá. Chậm thôi nha anh ơi đi chậm thôi nhá. Chậm thôi nhá, ngã đây. Đi chơi thợ. Mà lại còn quay nữa. Và mình ở khu vực Vị Xuyên nhá. Chúng tôi đi Vị Xuyên, Hà Giang, Bắc Quang. Xe này về đi được không? Đó, cũng thoải mái. Mình có dốc cái đâu. Quá bình thường. Xe an toàn. Xe này không đi chở gạch thì quên sầu luôn. Không, nhớ chở gạch, chở người cứ đi ở khu vực thị trấn mình này. Quang cảnh xung quanh đẹp nhỉ. Nhưng ở đây không nhìn thấy à? Điện là hơi yếu đấy. Nhảy nhá. Xuống nhá. Đi được không? Đi được không? Không, nó làm sao nó trôi được, nó cứ từ từ. Nó không trôi đâu, nó vẫn lên nhưng nó chậm. Rồi rồi. Nhưng mà khổ nỗi là tao bằng hai người khác rồi đấy nhá, là không có người đấy anh hai. Ở đây nó có hai con voi còi. Tưởng em nặng. Đây có hai con voi còi, hơi bé. Anh mình ra đây. À đây. Đây là người đẹp Lệ Thu nhá. Thu Thủy. Nắng à, đâu nắng không ta? Nơi đây rất là khang trang và được đầu tư rất cơ bản các bạn ạ. Chỗ này ở trên đây ngắm rất đẹp luôn. Ơi. Toàn anh em trốn vợ rồi trốn chồng đi. Tóm lại là khu bên kia cuối năm khánh thành là chỉ dành anh em trốn vợ thôi. Đây, giới thiệu với bạn đây là chủ tịch khu resort đấy. Chủ tịch câu lạc bộ và hội đồng quản trị của khu resort. Được cái hội dê nên đây quảng cáo thì mạnh rồi. Quê hương Kiến Sương Thái Bình. À, cùng quê à? Cùng Thái Bình à? Kê kê nhở? Vâng. Mình Thái Bình đấy. Thì mẹ thì anh họ ta, chú họ ta thì chả là quê Thái Bình. Em trai học cùng với hả? Vâng. Riêng hội dê quảng cáo cho anh thì toàn quốc rồi. Đấy. Đang đầy rượu luôn rồi. Dạ. Chúng ta đến được bể, chúng ta đến được bể vô cực. Chúng ta lên được đến bể vô cực rồi. Cái này mà làm thủy điện nhờ, làm ấy điện nhờ. Cho máy phát điện đây phát. Nhờ cho máy phát điện đây phát này ấy nhờ. Đi bậc nhàn hơn không? Đi bậc nhàn hơn biệt. Bỏ chân thì đi chỗ nào cũng mệt. Có vẻ đi bậc sẽ nhàn hơn đấy. Con nhái mình không có chỗ nào đẹp không? Và hôm nay thời tiết rất ủng hộ đúng không? Mát mẻ. Đâu như nào? Chú bác. Vườn bên này, chỉ cần bằng đi thì nó mới có hoa. Ừ. Nên bậc trên kia đi. Cao cũng đẹp. Nên cao dưới, chỉ từ dưới thôi. Rồi có hoa. Đấy thì. Chí xuống đi. Lên chụp ảnh trên này đang. Hoàng ơi! Vé tao đâu? Vé đâu? Các chị vào chụp cái ảnh, bọn nó cầm cả tập vé rồi. Vé 11 vé. Chụp đẹp quá. Người bị xuyên đông phết đấy. Mệt quá. Có mỗi này rồi. Đây gọi bể vô cực em. Chụp ở góc lò đẹp nhất em chỉ anh cái. Em ơi.
Em ơi đi, theo em ở chỗ nào đẹp nhất em chỉ anh đi. Em chẳng rõ. Em chưa chụp ở đây kiểu nào à? Em chưa. Thật á? Ồ, hay anh chụp cho em nhá. Đi đi. Ơi. Bán cho gửi đây tí nhé. Đầu bên kia kìa, sang bên kia, cứ rộng rộng một đứng kìa. Máy vẫn mở à? Mai lên thành người nổi tiếng đi nhá. Yên tâm đi, em quảng cáo thì mới có đông khách chứ. Mất cô gái mèo ở đây đi nhá. Trên này hơi dốc nên xe không lên đến tận trên này được. Đây là toàn bộ can cảnh của bể cơi vô cực mà đang rất là hot, rất nổi tiếng Hà Giang này. Rồi kết thúc xuống đây. Kết thúc hành trình đến với bể bơi vô cực của huyện Quản Bạ. Và giờ đoàn dê Hà Giang 1979 của Hà Giang bắt đầu dịch chuyển xuống chân núi. Đúng rồi. Thằng lượng đây đang thành phố đem tổ chức đại hội sinh nhật lần thứ 3 ở cái đồi cỏ ấy cũng được anh nhỉ. Hay phết đấy. Em đấy. Em bằng tuổi Hải là bằng tuổi em cũng đây. Thế Hải là em của em. Anh tính này là sinh năm 74 nhỉ.